Tử vi tuổi Tỵ năm 2024 nam mạng. Nam tuổi Tỵ gồm những người có năm sinh sau đây. Quý Tỵ sinh năm 1953 thuộc mệnh Thủy. Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc mệnh Hỏa. Đinh Tỵ sinh năm 1977 thuộc mệnh Thổ. Kỷ Tỵ sinh năm 1989 thuộc mệnh Mộc. Tân Tỵ sinh năm 2001 thuộc mệnh Kim. Tuổi Tỵ cầm tinh rắn, xếp ở vị trí thứ 6 trong 12 con giáp. Người tuổi Tỵ có tính cách đặc trưng là khôn khéo, ham học hỏi và rất thật thà. Họ sống dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh nên rất được yêu mến. Tuổi Tỵ gặp vận niên hổ nhập nội trong năm Giáp Thìn, giải nghĩa là hổ trở về đồng bằng. Năm nay làm việc nên đề cao sự cẩn thận, tỉ mỉ thì sẽ đạt được kết quả tốt. Siêng năng, chịu khó học hỏi thì sự nghiệp được thăng tiến.